Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi cách bạn được nhìn nhận và hình ảnh thật sự của bạn. Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 bức ảnh tương ứng với 3 tụ, lần lượt như sau: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn cho mình một bức ảnh tương ứng với tụ bài mà bạn yêu thích nhất, cũng như là bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn xong, chúng ta sẽ tiến hành trải bài cho từng tụ nhé. Xin chào bạn, người đã lựa chọn bức hình này, tụ bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi lần này: cách bạn được nhìn nhận và hình ảnh thật sự của bạn. Một bức thư tay hơi cũ kỹ. Trên bức thư có hình bông hoa, bướm bướm, xe đạp. Liệu rằng với tụ bài số 1 như thế này thì các bạn sẽ đem đến cho mọi người cảm giác như thế nào, cũng như là cách mà bạn được nhìn nhận. Thử nha. Bạn có biết không, hồi nãy khi mà mình thực hiện trải bài, mình quay hỏng rồi. Tốn mất của mình 20 phút quay và mình đã thực hiện quay được một nửa của tụ bài số 2. Nhưng mà bằng một lý do nào đó mà mình quên gắn mic vào trong điện thoại. Thành ra bây giờ là mình phải quay lại từ đầu. Ở tụ bài số 1, các bạn đem đến cho người khác một nguồn năng lượng của sự trầm ổn. Các bạn kiểm soát tốt biểu cảm cơ thể. Các bạn kiểm soát tốt ngữ điệu. Kiểm soát tốt luôn cả cảm xúc. Thành ra khi mà mọi người nhìn vào bạn thì họ không biết rằng bạn thật sự là con người như thế nào. Họ chỉ có một đánh giá chung như thế này: bạn là người biết cách duy trì những mối quan hệ xung quanh bạn, biết cách kiểm soát dòng cảm xúc của bạn. Và đồng thời, bạn là một người không mấy để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Không hẳn đâu, mà là đây là cách mà mọi người nhìn nhận về bạn mà thôi, theo kiểu như là bạn đang tập trung rất nhiều cho bản thân mình và tập trung cho việc phát triển bản thân mình hơn so với việc tập trung vào những điều khác. Cuộc sống của xã hội này, sự di chuyển không ngừng của thời đại, thậm chí là sự biến động không ngừng của tính cách về một người nào đó, về sự đột phá của một công việc nào đó, hay là cách mà bạn nhìn nhận cuộc đời này theo góc nhìn nó mang thiên hướng cổ điển hơn là tiên tiến hiện đại. Mọi người nhìn vào bạn, họ thấy bạn có phần lạc hậu. Kiểu như là thế giới bây giờ họ dùng mạng xã hội để nhắn tin cho nhau rồi, còn bạn thì bạn vẫn sử dụng thư tay. Mọi người đều đi xe máy, đều đi những phương tiện công cộng, thậm chí là cả máy bay và tàu lửa. Còn bạn, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bạn, bạn vẫn sử dụng xe đạp là một phương tiện thuận tiện nhất của bạn. Khi nào ở những cái vị trí xa bạn cần phải có sự di chuyển thì lúc đó bạn mới sử dụng những phương tiện khác thôi. Còn thường ngày thì bạn sẽ sử dụng xe đạp. Chẳng hạn như là bạn đi một nơi nào đó, cách nhà bạn tầm 1 km đổ lại thì bạn sẽ ưu tiên sử dụng xe đạp. Tụ bài số 1 là tụ bài đem đến cho mình một cảm giác của sự huyền bí. Bạn giống như là bình minh và hoàng hôn vậy. Bình minh màu cam, hoàng hôn chiều tà. Bạn đem đến cho mọi người cảm giác vừa thân thiện vừa xa cách. Mọi người sẽ không hiểu rằng bạn rốt cuộc là con người như thế nào. Tại vì khi mà bạn giao tiếp với bất kỳ một ai, bạn luôn giữ được cho mình một trạng thái bình tĩnh. Giống như là bạn đang tạo ra một cái bức tường cảm xúc ngăn cách bạn với thế giới bên ngoài. Mọi người sẽ không hiểu rõ rằng bạn rốt cuộc là con người như thế nào. Đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh này là một nội tâm dạt dào ra sao? Hay là những mối quan hệ đối với bạn thân thiết thì bạn sẽ có những cách cư xử ưu tiên gì? Dường như là khi mọi người tiếp xúc với bạn thì họ cảm giác như là bạn đối với ai cũng có sự hòa nhã như nhau. Phải gọi là thờ ơ luôn đấy. Ai bạn cũng có thể mỉm cười. Ai bạn cũng có thể sử dụng sự tử tế để đối xử. Và bạn không có một cái biểu cảm gì nó quá mức nổi trội đâu, theo kiểu như là tôi quá ưu tiên người này, tôi quá thiên vị người kia.
Người ta không thể cảm nhận được điều này. Họ cảm giác giống như là bạn đắm chìm bản thân mình vào trong một cái thế giới của riêng bạn, một thế giới của sự cổ điển. Bạn thích những món đồ mang tính chất cổ điển và nhuốm màu thời đại, chẳng hạn như là đồ cổ nè, những bản nhạc của quá khứ, thập niên 90, nhạc cụ piano, violin, mấy cái gì đó nó thiên về sự cổ điển đó, bạn thích mấy cái như vậy đó. Cho nên đôi khi ngay cả cái cách mà bạn ăn mặc, người ta cũng cảm nhận có cái sự cổ điển ở đây. Tụi bài này thích cái gì nó tự nhiên, bạn không có quá chăm chút cho bản thân mình đâu. Bạn thường để mặt mộc nhiều hơn là trang điểm. Một khi mà bạn trang điểm rồi nha, trời ơi tụi nó đẹp xuất sắc, vì nó thật đẹp xuất sắc luôn. Tại vì bạn đã đẹp sẵn rồi, chỉ là bạn chăm chút thêm một chút nữa thôi là bạn sẽ vô cùng đẹp. Mà tiếc quá, tụi bài số 1 bạn thích cái gì nó giản dị, nó bình yên hơn so với những cái gì nó quá nổi trội. Mình có chuẩn bị ba hộp này dành cho ba tụ, và hộp màu vàng chính là hộp dành cho tụ bài số 1. Tại sao mình không đem bỏ ra ngoài đây? Thì bởi vì một phần thì mình cảm thấy nó phướng víu do nó vướng quá cho nên mình không có đem ra, và một phần nữa là do mình cảm giác chúng ta nên tạo một cái gì đó nó thú vị một chút. Bây giờ mình sẽ lựa cho bạn ba bức ảnh liên quan đến tụ bài các bạn. Một, hai, ba. Wow, những bức tranh. Chiếc hộp này là chiếc hộp mô tả những bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Nó vẫn thiên về cái gì đó nó cổ điển, nó hoài niệm, nó không quá hiện đại đâu. Các bạn rất thích ngắm nhìn cây cỏ đúng không? Cây cỏ và bầu trời. Bầu trời và ban ngày, bầu trời và ban đêm, những cây cổ thụ, những cây cối có nhiều kích thước và hình dáng khác nhau. Các bạn có cắm hoa trong nhà không? Hay là các bạn hay trồng những chậu hoa trong nhà? Những vườn hoa nho nhỏ nè, đây. Tụ bài số 1 rất hợp với những môi trường thiên về thiên nhiên. Ừ, rất hợp. Để mình trải tiếp đi. Đây là cách mà mọi người nhìn nhận về bạn. Còn con người thật sự của bạn là con người như thế nào? Để mình xem nha. Từ video này trở về sau, mình sẽ sử dụng những bức hình để làm đại diện chọn tụ. Tại vì sao? Mình mới mua đồ chơi mới thì tại sao mình không lấy ra xài đúng không? Mình mua rất là nhiều bức hình luôn đấy mọi người. Và từ từ mình sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng hết tất cả những bức hình mà mình đã mua. Đó. Trời ơi. Tụi bài số 1 quá xa cách rồi. Các bạn tách mình ra khỏi đám đông để các bạn bảo vệ dòng cảm xúc thuần khiết, sạch sẽ của mình. Các bạn tỏ ra bản thân mình là một người lịch thiệp, tao nhã, đối xử công bằng với mọi người. Ai bạn cũng đối xử bằng một thái độ hiền lành. Để làm gì? Để bạn chắt lọc ra những mối quan hệ thật sự phù hợp với bạn. Rất khó để một người nào đó tiến vào cuộc sống của bạn trong vai trò thân thiết. Khó lắm. Tụ bài này nhìn vậy chứ kén cá chọn canh ghê lắm nha. Các bạn chọn lọc những mối quan hệ phù hợp với các bạn bởi vì các bạn không muốn tốn nhiều thời gian cho những mối quan hệ vô bổ và không phù hợp. Bạn là người cân bằng rất tốt cuộc sống của bạn. Cân bằng giữa cuộc sống và những giá trị khác, giữa công việc và tình yêu, giữa vật chất và tinh thần. Các bạn biết cách cân bằng cuộc sống của các bạn cũng như biết cách duy trì những mối quan hệ đang diễn ra xung quanh các bạn. Nhưng những mối quan hệ đó chẳng có mối quan hệ nào gọi là thân thiết đâu. Tất cả chỉ dừng lại ở xã giao mà thôi. Có nghĩa là sao? Mối quan hệ công việc thì chỉ dừng lại ở công việc. Mối quan hệ hàng xóm thì chỉ dừng lại ở hàng xóm. Mối quan hệ bạn bè thì chỉ dừng lại ở việc bạn bè thôi, không có quá mức thân thiết. Tụ bài này rất hiếm khi các bạn tìm được tri kỷ. Gần như là xác suất bằng không luôn. Bây giờ kêu liệt kê cho bạn ba người thân thiết của bạn đến mức mà bạn có thể tin tưởng người ta tuyệt đối, thì chắc bạn phải đắn đo rất nhiều để đưa ra câu trả lời đấy.
Nếu như những người đó không phải là người thân của bạn, không tính cha mẹ, anh em, họ hàng gì nha, bạn bè, chỉ tính bạn bè thôi, rất khó để bạn đưa ra sự lựa chọn. Tại vì sao? Tại vì bạn làm việc độc lập quen rồi. Bạn nhìn đi, những lá bài nó thiên về tính cá nhân không à? Bạn làm việc độc lập quen rồi, bạn trải nghiệm cuộc đời này bằng lăng kính của cá nhân bạn quen rồi. Người ta sử dụng xe máy thì bạn còn dùng xe đạp. Người ta sử dụng mạng xã hội để truyền thông tin cho nhau thì bạn còn dùng thứ tay. Người ta hướng đến những giá trị hiện đại, những khách sạn xa hoa, những bữa ăn hoành tráng và mắc tiền. Còn bạn thì bạn lại hướng về những cái gì nó yên bình, thiên nhiên, nhẹ nhàng, giản dị này. Bạn và những người bạn của bạn không cùng tần số, không cùng sở thích, không cùng mạch nói chuyện thì làm sao mà có thể giao tiếp với nhau lâu dài được? Rất khó. Cái này là các bạn chủ động tách mình ra khỏi đám đông, chứ không phải là các bạn cố tình. Cố tình nó khác, kiểu giống như làm màu. Ơ, cái con này làm màu quá, cái đứa kia làm màu quá, tỏ ra bản thân mình nổi trội, khác người. Không, bạn không phải kiểu người như vậy. Bạn, tính cách của bạn sinh ra nó đã như thế rồi. Hoặc là trong quá trình bạn phát triển, bạn lớn lên, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời này, trầy xước của cuộc đời này, bạn nhận ra rằng bạn phù hợp với cái tính cách như vậy, với cái môi trường như vậy. Bạn chắt lọc những mối quan hệ xung quanh bạn, bạn xây dựng một hình tượng nó hiền lành, nó tao nhã, nhưng nó không có gần gũi với bất kỳ một ai, vừa gần vừa xa. Bạn giống như là đám mây trắng trên bầu trời, là cơn gió thổi qua tán cây, không sợ nắm được, không kiểm soát được, nó cứ nhẹ nhàng sau nó biến mất. Cũng giống như là ánh mặt trời vậy đó, có lặn, có mọc, bình minh, hoàng hôn. Không có một cái gì có thể kiểm soát được bạn, không có một điều gì có thể níu giữ bước chân của bạn được. Chỉ có một thứ duy nhất thôi, là cảm xúc. Mà ngay cả cảm xúc bạn cũng không cho người ta con đường, thì làm sao mà người ta có thể lấy một cái danh nghĩa nào đó, đó thì yêu cầu bạn ở bên cạnh họ, họ yêu cầu có thể kiểm soát được bạn. Chẳng ai có thể kiểm soát được bạn ngoại trừ chính bản thân bạn. Tụi bài số 1. Lạnh lùng quá. Các bạn hiền lành, tao nhã, nhưng mà tao nhã trong một cái sự lạnh lùng gió rét. Hiện tại mình đang có một cảm giác nó có một cái gì nó ứ đọng ở trong lòng của mình, nó khó chịu lắm mọi người. Kiểu nó thế nào ấy, khó mô tả quá. Nó không phải là sự bực bội, nó cũng không phải là sự buồn bã, mà nó là một cái gì đó nó kìm nén, nó không thể nào thể hiện ra bên ngoài được. Giống như là cái cách mà bạn viết thư như thế này nè. Bức thư nó được viết dựa trên sự trau chuốt của ngôn từ, nó không phải là những cảm xúc nhất thời khi mình sử dụng lời nói, nó cũng không phải là sự gào thét khi mình sử dụng âm nhạc để truyền tải thông điệp, mà nó là sự trau chuốt từng chữ từng chữ khi mình viết vào trong những cái bức thư này. Và đây cũng chính là khuôn mẫu mà bạn vẽ ra khi mà bạn gặp gỡ mọi người. Còn con người thật của bạn là gì? Xa cách trùng trùng, có sự đối chọi hoàn toàn, trái ngược hoàn toàn. Bạn nhìn hai lá bài, trái ngược hoàn toàn luôn. Để làm cái gì? Để bạn kiểm soát tốt cái dòng cảm xúc của bạn, để bạn tránh những cái mối quan hệ không phù hợp xuất hiện trong cuộc đời bạn, để công kích bạn, để gây hại cho bạn. Bạn chiêm nghiệm cuộc đời này sâu sắc, mà cũng bởi vì bạn chiêm nghiệm sâu sắc, thành ra khi mà bạn nhìn nhận cuộc đời này, sự di chuyển không ngừng của thời đại, sự thay đổi không ngừng của con người thông qua tuổi tác, thì bạn nhận thấy rằng dường như chỉ có một mình bạn vẫn đứng ở chỗ đó, vẫn không có sự thay đổi, còn mọi thứ thay đổi nhiều quá. Bạn choáng ngợp với chúng, bạn cảm giác nó không thuộc về bạn. Cho nên bạn vẫn lựa chọn những phương thức truyền thống nhất, bạn sử dụng những cách thức đơn sơ nhất để trải nghiệm cuộc đời này. Giống như một câu nói mà mình đã từng nghe từ một ai ta, lớn tuổi lắm rồi, một bà lão 70 tuổi. Tự nhiên con gà gáy. Một bà lão 70 tuổi thì bà ấy có nói với mình như thế này: nếu như con sử dụng những phương tiện tiên tiến để trải nghiệm cuộc sống này thì con sẽ dần mất đi bản năng của chính bản thân mình. Hãy thử đặt trường hợp một ngày nào đó con bị liệt hai chân, con bị mù hai mắt, con bị điếc cả hai tai, lưỡi con mất vị giác, khứu giác không thể ngửi được bất kỳ gì nữa. Vậy khi ấy, những cái mà con coi là bình thường có thật sự bình thường nữa hay không? Trời ơi,
Cái câu nói đó mình được nghe vào năm mình 19 tuổi. Lúc đó mình đang ngồi trên xe buýt để mà đến trường. Từ nơi mình sống cách Nha Trang khoảng tầm 40, 45 cây gì đó, 45 km, thì phương tiện truyền thống của mình khi ấy là xe buýt. Kiểu giống như là cuối tuần mình sẽ về nhà chơi và đầu tuần mình sẽ lên lại Nha Trang để mà học. Mình vô tình ngồi được cái chuyến xe buýt đó và bắt gặp được bà lão ấy. Bà lão ấy ngồi nói chuyện với mình nhiều lắm, và cái câu nói của bà lão ấy khiến cho mình cảm giác như là hóa ra mình đã sống quá vội vã. Mình chưa thật sự sử dụng giác quan của mình để có thể cảm nhận cuộc đời này. Mình cũng chưa thật sự tận tâm, nghiêm túc để mà nhìn nhận thế giới này dưới một góc nhìn nó tỉ mỉ hơn, nó đơn giản hơn. Cho nên bây giờ mình mới trở thành con người của bây giờ. Còn bạn thì sao? Chắc hẳn bạn đã trở thành con người của bây giờ bởi một cái lý do nào đó. Đây, phải có mở đầu mới có kết thúc chứ. Phải có một cái lý do gì đó để bạn thay đổi góc nhìn của mình, rồi sau đó bạn trở thành con người ở thời điểm bây giờ, sâu sắc hơn, dành thời gian nhiều hơn để chiêm nghiệm cuộc đời này, cư xử mọi người bằng sự hòa nhã, tao nhã, hiền lành, nhưng mà lại không gần gũi với bất kỳ một ai, luôn luôn duy trì khoảng cách với mọi người để tập trung nhiều hơn cho bản thân mình. Để mình trả cho bạn một trải bài như thế này để xem coi. Trả bài gì ta? Nếu một ngày nào đó bạn trở nên giàu có đến mức tài chính không còn là vấn đề của bạn nữa, thì bạn sẽ như thế nào? Mình không biết lý do tại sao mình lại đặt ra câu hỏi như vậy. Ồ, lạc lối, kết nối, đắn đo. Kiểu như thế này nè, đến một cái mức độ nào đó nha, đây là mình đặt trường hợp giả sử thôi. Giả sử đến một giai đoạn nào đó tiền bạc không còn là vấn đề đối với bạn nữa, bạn không còn phải cố gắng vươn mình để tìm kiếm ngày ba bữa cơm, bạn dư dả, bạn thoải mái, bạn có thể sử dụng tiền để mua những món đồ mà bạn yêu thích, thì ở cái thời điểm đó bạn dường như là cảm giác mất hướng, mất phương hướng, kiểu như là tôi không còn một cái gì đó, một cái định hướng mới cho tôi nè. Tôi không biết rằng trong thời điểm hiện tại, khi mà tôi đã đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi, thì cái mà tôi hướng đến tiếp theo sẽ là cái gì? Và câu trả lời là gì? Giá trị tinh thần. Hướng đến một cái gì đó thiên về tâm linh. Chỗ mình trời bắt đầu mây mù rồi. Các bạn cũng có thể nhìn thấy cái màn hình quay video của chúng ta lúc sáng lúc tối đúng không? Kiểu giống như là có mây ấy, nó qua xong nó sẽ sáng tối tùy. Khi mà các bạn dần nhận ra rằng giá trị vật chất không còn đủ để thỏa mãn các bạn nữa, thì các bạn sẽ hướng đến giá trị tinh thần. Hướng về bên trong, hướng về cái tôi, hướng về những cái thuần khiết, cái đơn giản nhất của bạn. Bạn muốn cái gì thì bạn sẽ làm cái đó. Và đồng thời, bạn cũng có khá nhiều sự do dự đấy. Đây, có nhiều sự do dự lắm. Bạn không biết rằng là tại sao tôi lại phải rơi vào một tình cảnh khó xử như vậy. Đáng lý ra khi mà tôi đã trở thành một người giàu có và sung túc, tôi chẳng phải lo lắng gì nữa. Nhưng mà bây giờ tôi lại phải có nhiều nỗi lo hơn. Tôi không biết bản thân tôi tiếp theo phải làm cái gì. Kiểu giống như là khi mà bạn đã hoàn thành cả một đường đua rồi, thì bạn lại cảm giác trống rỗng. Giống như là cái câu gì? Có hai điều khiến cho người ta tiếc nuối nhất. Một là không sở hữu được nó. Hai là đã sở hữu được nó. Thì đó, khi mà bạn đã sở hữu được giá trị vật chất, thì lúc đó bạn cảm giác tiếc nuối theo kiểu ồi, tôi phải tìm một cái mục đích sống gì hay không? Tôi cần phải đi đến một cái con đường gì đó mới hay không? Giả sử thôi mà mình cảm giác bạn đã lo lắng cỡ như vậy rồi. Vậy chúng ta làm thực tế nha. Tương lai bạn có giàu không? Đó là một câu giả sử, còn bây giờ là thực tế nè. Tương lai bạn có giàu không? Cái này tùy vào quyết định của bạn đó bạn ơi. Tại vì sao nào? Bạn là người cho đi. Đây, bạn là người không tiếc rẻ tài sản của mình đâu, cho nên nếu như có tiền bạn cũng sẽ cho đi.
Mình lấy một ví dụ đơn giản thôi. Sau này bạn già đi, bạn có một khối tài sản khổng lồ, bạn sẵn sàng hiến tất cả tài sản của bạn cho cộng đồng, cho những tổ chức từ thiện. Bạn làm thiện nguyện hết, bạn không có giữ gì cho bản thân mình cả. Đây, cho đi vô điều kiện này, không cần đòi hỏi. Và đồng thời, tụ bài số 1 là tụ bài có lập trường riêng của bạn. Ở một thời điểm khác nhau, trong giai đoạn phát triển của cuộc đời bạn, bạn sẽ có những quan điểm khác nhau. Đây, và cái quan điểm này nó sẽ ảnh hưởng đến cả hành trình của bạn. Ví dụ, ở thời điểm quá khứ, bạn ưu tiên việc phát triển sự nghiệp, công việc, tài chính. Ở thời điểm hiện tại, bạn lại ưu tiên phát triển giá trị tinh thần. Rồi trong thời điểm tương lai, bạn lại ưu tiên phát triển cái gì đó khác thì sao? Giàu hay nghèo là do chính bản thân bạn. Nhưng có một thứ bạn không bao giờ thay đổi, đó là sự cho đi. Bạn sẽ cho đi mà không cần bù lại. Đây là một đức tính tốt và mình ngưỡng mộ các bạn. Không phải ai cũng đủ dũng cảm cho đi nha các bạn đâu. Rồi, vậy thì kết quả là trong tương lai bạn có giàu hay không? Mình sẽ nói một cái chắc chắn là bạn sẽ giàu tình cảm. Còn giàu về vật chất hay không? Nó ảnh hưởng bởi sự phát triển tính cách của bạn cũng như định hướng của bạn trong tương lai. Bạn trong tương lai định hướng như thế nào thì sự giàu có của bạn sẽ tương xứng với nó. Đó là tất cả những gì mình muốn gửi đến bạn, những người đã lựa chọn tụ bài số 1. Mình sẽ kết thúc trải bài của bạn tại đây. Hẹn gặp lại bạn ở những trải bài khác của mình trên kênh Sao Rock Sơn Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Tụ bài số 1 đẹp quá à. Rất đẹp. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này. Tụ bài số 2. Bức ảnh. Bức tranh Thiên Nga. Thiên Nga dạo hồ. Một khung cảnh quá đỗi yên bình, tao nhã và cao quý. Vậy liệu rằng với bức ảnh như thế này thì chúng ta sẽ có thông điệp như thế nào về trải bài ngày hôm nay? Cách bạn được nhìn nhận và hình ảnh thật sự của bạn. Đầu tiên là cách bạn được nhìn nhận. Từ video này trở về sau, mình sẽ sử dụng những cái bức ảnh như thế này, những cái bức hình như thế này để mà mình đưa ra đại dương chọn tụ. Bởi vì sao? Mình mua rất là nhiều luôn đó mọi người, tới cả ngàn bức lượng. Cho nên mình sẽ sử dụng nó như là một phương thức để có thể kết nối giữa chúng ta. Bật mí cho các bạn một điều này này. Khi mà mình thực hiện trải bài cho video thông điệp lần này, mình đã quay hỏng. Và thời lượng quay hỏng của mình là 20 phút. Đồng nghĩa với việc mình đã thực hiện quay được một nửa chặng đường của tụ bài số 2. Nhưng mà sau khi quay xong một nửa rồi nha, mình mới phát hiện ra một điều chấn động. Đó là mình chưa gắn cái mic vào trong cái điện thoại mọi người ạ. Trời ơi. Cho nên những cái tạp âm xung quanh nó lồng hết vào trong điện thoại luôn. Thế là mình phải quay video lại lần 2. Thấy mình khờ chưa? Mới sáng sớm đầu tuần luôn đấy. Thôi, không đùa với mọi người nữa. Bây giờ mình vào trải bài nha. Với thông điệp trả bài lần này là gì? Cách bạn được nhìn nhận và hình ảnh thật sự của bạn. Đầu tiên là cách mà mọi người nhìn nhận về bạn. Họ nhìn nhận bạn là người như thế nào? Về nhiều khía cạnh lắm mọi người. Đầu tiên là về công việc. Bạn hiện tại đang có công việc ổn định. Và nó cho bạn một nguồn tài chính tốt. Mọi người đánh giá cao về tính chuyên cần của bạn và sự chăm chỉ của bạn trong công việc. Họ không biết rốt cuộc bạn đang làm công việc gì, nhưng họ thấy được bạn có sự nhiệt huyết với nó, chăm chỉ cho công việc, nghiêm túc cho công việc, và bạn có được gặt hái được những thành công nhất định rồi. Thứ hai, về kiến thức, bạn là một người uyên bác, học rộng hiểu sâu, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, dường như không có bất kỳ điều gì có thể khiến cho bạn bối rối khi mọi người hỏi hay là mọi người đề cập về một cái lượng kiến thức hay là đề cập về một cái quan điểm nào đó trước mặt bạn. Cái gì bạn cũng có thể đối đáp được, cái gì bạn cũng có thể xen vào nói chuyện được. Rất giỏi. Tụ bài này phải gọi là tri thức, đại biểu cho tầng lớp tri thức. Vừa nghiêm túc cho công việc, vừa hăng say cho những đam mê cá nhân. Uyên bác, học hỏi, cần cù và luôn luôn không ngừng phát triển. Bạn luôn tìm kiếm cho mình những tri thức mới. Bạn luôn tìm kiếm cho mình những điều mà các bạn chưa hiểu rõ. Các bạn không muốn bản thân mình bị tụt hậu bởi những điều các bạn không biết. Tụi bài này ham học hỏi lắm. Và mọi người đánh giá rất là cao tài năng của các bạn đấy. Tụi bài số 2 ở thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, các bạn sẽ khá cô độc.
Mình không biết ở thời điểm hiện tại các bạn đã đơn độc trên hành trình hay chưa, nhưng mà trong tương lai sẽ có nha. Kiểu như là các bạn không có quá giao thiệp với nhiều người đâu. Các bạn thích làm việc cá nhân hơn, các bạn thích tận hưởng cuộc sống cá nhân hơn là mình hướng về cộng đồng. Cho dù ở thời điểm quá khứ bạn đã từng là con người hướng ngoại, bạn đã từng là người nhiệt huyết hoạt bát, lúc nào cũng hăng hái trong công việc, lúc nào cũng tỏa sáng ở chốn đông người, thì ở thời điểm hiện tại bạn đã lui về ở ẩn rồi. Đây. Bạn đã khiêm tốn hơn xưa, bạn đã nhẹ nhàng hơn xưa. Giống như là con sư tử gì đó thu lại móng vuốt của mình, trở nên hiền lành hơn. Dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn so với việc tỏa sáng ở đám đông. Các bạn đem đến cho mình một cảm giác của sự chắc chắn. Ổn định chắc chắn. Đi bước nào chắc bước đó. Màu xanh là màu của sự thư giãn, nhẹ nhàng, chữa lành. Tờ bài số 2. Các bạn cao quý lắm, giống như thiên nga vậy. Loài chim đại biểu cho sự chung thủy và cao quý. Tờ bài số 2, các bạn có những quan điểm sống riêng về tình yêu, đặc biệt là sự chung thủy trong vấn đề hôn nhân vợ chồng. Bạn muốn tìm kiếm một mối quan hệ hôn nhân, một cuộc sống hôn nhân phải có tiêu chí là gì? Chung thủy và thấu hiểu. Giống như thiên nga vậy, cả đời chỉ có một, được một mái. Thì bạn cũng vậy, bạn muốn hướng đến một cuộc sống một vợ một chồng chung thủy bền lâu. Bạn cao quý lắm, cái nguồn năng lượng này nó toát ra từ khí chất của bạn rồi. Bạn không cần phải mang đồ đẹp đâu, chỉ cần bạn đi vào một quán ăn thôi, mọi người đều phải ngước đầu nhìn bạn. Thậm chí bạn đi ngang qua một quán cà phê thôi, những người trong đó cũng phải dừng lại để có thể nhìn bạn. Bạn toát ra một nguồn năng lượng của sự thu hút, của kiêu sa, của tao nhã, sang trọng, quý phái. Tụi bài này mà nó quý phái trong sự gần gũi nha, chứ không phải là quý phái trong sự lạnh lùng đâu. Đẹp quá à. Trời ơi, bạn rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Đẹp, xanh sạch đẹp. Nãy giờ mình chưa thấy có một cái nhược điểm nào hết, chưa thấy. Tụi bài này không biết là đến cuối các bạn vẫn còn giữ được những cái lời khen như thế này hay không. Wow, bài rơi. Ây à, hình ảnh thật sự của bạn là con người như thế nào? Các bạn là người vị tha, sẵn sàng cho đi. Các bạn là người thế nào ta? Khi mà mình rút ra ba lá bài này, mình có cảm giác có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của các bạn đấy. Kiểu như là tôi không có nhiều tiền, nhưng khi bạn cần tôi vẫn sẽ cho bạn. Cái gì vậy trời? Kiểu đúng là ở bên ngoài nha, ở bên ngoài người ta nói bạn là người giàu có công việc ổn định, kinh tế vững chắc, nhiều tiền. Nhưng mà thực tế thì không như thế. Có một chút vấn đề gì đó liên quan đến công việc tài chính ở đây. Kiểu như là các bạn không có giàu như những gì mà người ta nghĩ. Công việc của các bạn cũng không có quá mức hào nhoáng như những gì mà người ta đang nghĩ. Kiểu như là khi mọi người nhìn vào bạn là họ sẽ tự mường tượng ra một cái hình mẫu lý tưởng theo suy nghĩ của họ. Nhưng mà thực tế là bạn không có đạt được cái hình mẫu lý tưởng như thế. Bạn tự nhận thức rõ điều này mà. Và nhiều lúc bạn còn phải suy nghĩ theo kiểu ủa, rốt cuộc là cái động lực nào để họ có thể vạch ra được, họ có thể vẽ ra được một cái hình mẫu tuyệt mỹ như vậy. Thật sự là bạn không có đẹp đẽ như con thiên nga. Bạn chỉ là một con chim bình thường mà thôi. Hay là thật sự bạn không có hùng dũng giống như sư tử. Bạn chỉ là một con động vật bình thường mà thôi. Đó, kiểu như vậy. Không quá hào nhoáng, không quá tuyệt mỹ như thế. Và bạn cũng chẳng hiểu lý do tại sao mọi người lại có thể gán ghép cho bạn những hình tượng mỹ miều tuyệt mỹ như thế. Nhiều lúc bạn cũng khiêm tốn lắm, bạn kêu không, tôi không có giàu có gì đâu. Không, tôi không có kiếm được nhiều tiền đâu. Ôi, tôi cũng nhan sắc bình thường mà thôi. Ôi, trí tuệ của tôi cũng bình thường mà thôi. Bạn khiêm tốn vô cùng. Mà bạn càng khiêm tốn thì người ta lại nghĩ rằng bạn là biết trên biết dưới, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trời ơi, càng khiêm tốn thì người ta càng tâng bốc bạn lên. Thấy khổ chưa? Quá khổ luôn đấy. Đây, rõ ràng thực tế bạn không có như những gì mà người ta mường tượng. Bạn tự đánh giá bạn thấp hơn người khác. Người ta đánh giá bạn 10 phần, bạn tự đánh giá bản thân mình có được 1 phần 10 thôi. Trời ơi, thấp dữ vậy trời. Phải gọi là quá thấp luôn đấy. Nhưng mà được có một cái người ta đánh giá tốt này, và cũng đúng với tính cách của bạn, đó là gì?
vị tha và cho đi. Bạn sẵn sàng cho đi mà không cần vu lợi. Ai cần bạn thì bạn cho thôi. Họ cần tiền, nếu mà nằm trong phạm vi bạn có thể giúp đỡ thì bạn sẽ cho. Họ cần sức, nếu mà nằm trong khả năng của bạn thì bạn sẽ ra tay giúp đỡ. Kiến thức của bạn, bạn sẵn sàng chia sẻ. Năng lực của bạn, bạn sẵn sàng đưa tay. Tài chính của bạn, bạn sẵn sàng bung ví đó. Bạn, đấy, vị tha lắm. Bạn cứ như thánh mẫu nương nương vậy. Mạnh thường quân, những người thiện nguyện, tụi bài này rất hợp với những vị trí thiện nguyện, sẵn sàng cho đi, sẵn sàng hy sinh. Và đây chính là những gì mà mọi người nhìn vào bạn, người ta mường tượng về bạn. Họ mường tượng bạn là một con người tốt bụng, tốt tính, hiền lành, có đôi chút hướng nội ở đây. Và thực tế bạn cũng như vậy. Có một đôi chút gì đó hướng nội ở đây. Kiểu giống như là bạn hơi bị khó khăn trong vấn đề thể hiện suy nghĩ của mình. Bạn có mâu thuẫn. Bạn mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói. Bạn mâu thuẫn trong cách mà bạn nhìn nhận về một vấn đề nào đó. Chẳng hạn khi mà mọi người đưa ra một câu hỏi, hãy bày tỏ quan điểm về một cái vấn đề nào đó, thì họ chỉ nghĩ được một hai khía cạnh thôi. Bạn là bạn nghĩ đến một đống khía cạnh luôn. Bởi vì có quá nhiều suy nghĩ nó xung đột lẫn nhau, thành ra bạn rất khó để có thể bày tỏ quan điểm của mình. Bạn gần như là bị lạc lối trong chính cái dòng suy nghĩ của bạn. Bạn không biết là nên đưa ra cái lời nào là đúng, nên đưa ra cái lời nào là phù hợp. Bởi vì bạn có quá nhiều những cái dữ liệu cần phải nói. Thành ra bạn lựa chọn im lặng. Và bởi vì bạn im lặng thì người ta lại nghĩ rằng cái đứa này sao hướng nội vậy ta? Cái đứa này không có bày tỏ quan điểm gì hết trơn vậy nè. Ủa rõ ràng là cái việc này nó có khó khăn gì đâu mà tại sao nó lại có sự khó khăn trong việc thể hiện quan điểm của nó thế? Nó đang nghĩ cái gì vậy đó? Người ta hay đặt ra những câu hỏi như vậy. Còn bạn thì sao? Tôi cũng không biết nữa. Thôi thật sự cũng không biết nữa. Đây, hồi nãy mình có cầm ra ba cái hộp bài như thế này. Lúc đầu mình tính để vô để lòng vào ba tụ bài luôn, nhưng mà mình lại cảm giác nó hơi vướng víu. Đó là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Mình sẽ lấy lá bài này để xem cho bạn ba bức ảnh. Liệu ba bức ảnh này sẽ nó sẽ miêu tả cái gì về bạn nha. Toàn là hoa thôi. Nhiều lắm mọi người, đợi mình một chút. 1 2 3 ba bức ảnh nó đại biểu cho cái gì đây? Bạn thường lắng nghe nhiều hơn. Bạn luôn đóng vai trò là một người bị động trong sự vật tình huống. Trong mắt của mọi người nha. Kiểu giống như là với hai người, một người nói một người nghe, thì bạn sẽ đóng vai trò là người nghe. Đây, lắng nghe, dõi theo. Bạn ít khi bày tỏ quan điểm của mình lắm. Tại vì bạn không biết phải thể hiện cái lời nói của mình như thế nào. Không biết phải bày tỏ quan điểm của mình như thế nào. Bạn là người cho đi. Khi bạn tặng cho người khác đó hoa, tay của bạn sẽ thơm đầu tiên. Cái câu này hợp với bạn đấy. Phần lớn những bức ảnh mình chọn toàn là những bức ảnh liên quan đến hoa thôi. Đó hoa, cài hoa lên đầu, hoa trong lọ, hoa trên tay. Tụ bài số 2 là tụ bài rất thích hoa, đúng không? Các bạn rất thích hoa, cho dù các bạn là nam hay nữ, các bạn vẫn rất thích hoa. Nếu như ai đó tặng cho bạn một bó hoa, chắc bạn cười cả ngày mất. Kiểu giống như là bạn thích những cái bó hoa nó màu hồng nhạt, nó thiên về màu trắng một chút, hoặc là màu vàng nhạt, thiên về màu trắng. Nó kiểu nhạt nhạt ấy, nó không có quá đậm đâu. Nó kiểu màu màu pastel ấy đâu không? Không hẳn đâu. Nó phải nhạt hơn cái màu pastel nữa. Kiểu giống như là màu màu trắng hồng hoặc là màu trắng vàng. Kiểu như vậy. Bạn thích cái gì nó tao nhã, nó nhạt nhòa một chút. Bạn không có thích, bạn không thích những cái gì nó quá sặc sỡ. Từ bài này ăn mặc phong cách cũng vậy đó. Phong cách trang phục của các bạn nó cũng thiên vào những cái gì nó đơn giản, nó không có quá màu mè. Nhưng mà trên bộ đồ của các bạn sẽ có một cái điểm nhấn nào đó. Chẳng hạn như là trên áo sẽ có một cái họa tiết nào đó nó nổi bật. Chứ không phải là tất cả một nguyên cả một cái áo đó đều là màu sắc sặc sỡ. Nó chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi màu trắng thôi. Nhưng mà trên áo nó sẽ đính thêm một cái khuy cài gì đó. Hay là cơ thể của bạn,
bạn ăn mặc bình thường đúng không? Nhưng mà trên cơ thể của bạn sẽ trang điểm bằng một món trang sức nào đó. Chẳng hạn như là dây chuyền hoặc bông tai, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là một dây buộc tóc thôi. Kiểu như là bạn thích những cái gì nó đơn giản nhưng mà tao nhã. Đơn giản mà phải tao nhã nha. Tụi bài này rất hợp. Vậy thì nếu ai lựa chọn tụi bài số 2, chắc sau này mình gặp các bạn, điều đầu tiên là mình sẽ tặng cho các bạn đóa hoa đấy. Ừ, đóa hoa hồng. Tại vì hoa hồng rất hợp với bạn. Hoa hồng nó không đại biểu cho tình yêu đâu. Nó còn đại biểu cho sự tán dương về một vẻ đẹp. Mỗi màu sắc của hoa hồng nó sẽ đại biểu cho một vẻ đẹp khác nhau. Còn vẻ đẹp của tụi bài số 2 là vẻ đẹp gì? Vẻ đẹp của tri thức, tao nhã, cao quý và thuần khiết. Vì vậy các bạn rất hợp với những màu sắc màu trắng hồng, màu trắng vàng. Rất hợp với các bạn. Để mình trả cho các bạn một trải bài như thế này. Để xem nào. Trả bài gì đây ta? Chuyện tình yêu của các bạn. Tự nhiên mình lại nghĩ đến chuyện tình yêu. Mình không biết lý do tại sao. Chuyện tình yêu của các bạn. Ồ, tuyệt vời. Tốt mà. Các bạn là người thiên về sự bị động. Kiểu giống như là trong chuyện tình yêu các bạn sẽ đóng vai trò là quan sát, còn cái đối phương sẽ là người chủ động. Đây là dành cho các bạn nữ nha. Còn các bạn nam thì sao? Trong chuyện tình yêu các bạn nam sẽ đóng vai trò là chủ động, còn các bạn nữ sẽ đóng vai trò là bị động. Và đồng thời, chuyện tình yêu này là chuyện tình yêu không được đề cập đến vật chất và giá trị. Các bạn đừng tặng nhau những món đồ mang tính vật chất xa hoa, giàu có và mắc tiền. Đừng tặng những cái túi xách, đừng tặng những cái son môi hay là tặng những cái món gì đó nó mang tính chất hiện vật quá. Chỉ cần đơn giản thôi, một bó hoa, một món ăn, hoặc thậm chí là một vé xem phim hay cái gì đó nó mang tính chất thực dụng một chút. Nó đẹp đẽ, nó thể hiện sự chân thành của bạn với đối phương thì điều này rất trân quý rồi. Cao lắm thì hãy tặng những cái món trang sức. Nếu như các bạn nam, các bạn muốn tặng quà cho các bạn nữ thì các bạn có thể tặng những món trang sức. Chẳng hạn như là vòng tay, bông tai, dây chuyền, nhẫn. Đây là chuyện trong tình yêu nha. Mình quên mất, mình phải liệt kê ra nữa chứ. Đối với những người đang trong mối quan hệ tình yêu với một ai đó thì bạn sẽ như những gì mình mô tả. Và yên tâm, mối quan hệ này sẽ là một mối quan hệ lâu dài đấy. Các bạn sẽ đi đến điểm cuối của mối quan hệ tình yêu, đó là kết hôn. Lá bài này trọn vẹn hạnh phúc viên mãn. Và nhớ, chuyện tình yêu của các bạn đừng bao giờ để tiền xen vào. Đây là điều tối kỵ. Nó không hẳn là dành cho tất cả những câu chuyện tình yêu đâu, mà riêng cho tụi bài số 2 nó là như thế. Đừng bao giờ để tiền bạc ảnh hưởng đến hạnh phúc cuộc sống hôn nhân của các bạn. Về những người đang độc thân, sắp tới các bạn sẽ bước vào một mối quan hệ với một người nào đó. Người này bị động. Các bạn sẽ gặp một người, người này nó sẽ thiên về tính nữ. Cho dù cái người đó các bạn quen sẽ là người nam hay người nữ thì mình sẽ không liệt kê, nhưng mà người này sẽ thiên về tính nữ hơn. Họ có sự sâu sắc trong lời ăn tiếng nói. Họ bị động hơn là hành động. Hành động của họ có đôi chút vụng về. Mà đúng thiệt là vụng về. Có đôi chút vụng về, nhưng tất cả là do họ giả vờ. Mình nói thẳng luôn, họ giả vờ đấy. Tại vì họ là một người rất tinh tế, có tài lãnh đạo xuất chúng. Và đặc biệt là gì? Họ giả nai vô cùng giỏi. Cái việc mà họ giả khờ, họ vụng về không phải là để họ tỏ ra bản thân mình là con người đáng yêu đâu. Mà họ đang muốn dò la bạn đấy, để xem thử coi bạn sẽ xử lý như thế nào trước sự vụng về của họ, trước những điểm yếu của họ, trước những cái nhược điểm của họ. Thường ấy thì đứng trước mặt một ai đó chúng ta luôn cố tỏ ra bản thân mình là một người hoàn mỹ đúng không? Nhưng mà người này thì ngược lại, họ sẽ tỏ ra bản thân mình là một người vụng về, có đôi chút ngốc nghếch khờ khệt ở đây. Để họ xem đó coi, khi mà bạn gặp một đối tượng có một hình mẫu nó không hoàn hảo như vậy thì bạn sẽ có những cái cách cư xử như thế nào. Đây chính là ánh mắt của họ khi nhìn bạn này. Họ sẽ xem thử coi là liệu rằng bạn sẽ có những hành động như thế nào với họ, với những cái sự vụng về của họ và những cái mà họ vạch ra để họ thử lòng bạn.
Mối quan hệ này mình sẽ không xác định lâu dài đâu. Tại vì sao? Thứ nhất, cả hai người chỉ mới gặp nhau mà thôi. Thứ hai, quan trọng là cái đối tượng như thế này nè. Đối tượng này sẽ là đối tượng như thế nào? Tụ bài số 2 bây giờ là tụ bài thiên về sự chủ động rồi. Sắp tới các bạn sẽ phải chủ động khá nhiều đấy. Nếu như hồi xưa bạn để người khác chủ động thì bây giờ bạn sẽ chủ động công kích người khác. Còn những ai đã trong mối quan hệ hôn nhân thì sao nào? Hôn nhân của các bạn là một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhưng nhớ bạn đừng có đưa ra bất kỳ những hành động gì đó nó quá nóng nảy liên quan đến vấn đề tiền bạc vật chất. Kiểu giống như là trong cuộc sống hôn nhân sẽ có những mâu thuẫn nó liên quan đến tài chính đúng không? Đây. Bởi vì tiền bạc, công việc, tài chính nó ảnh hưởng đến sự duy trì hạnh phúc của mối quan hệ này. Mối quan hệ này trong tương lai sẽ tốt nếu như bạn biết cách duy trì và cân bằng. Bạn sẽ là người chủ động đấy. Và tuyệt đối đừng đưa ra bất kỳ những cái hành động gì đó mang tính chất tôi muốn tốt cho anh. Anh muốn tốt cho em. Tại sao em không làm theo những điều này của anh? Tại sao em không lắng nghe những lời nói của anh đó, kiểu giống như là ra lệnh ép buộc. Cái điều này nó không hề tốt cho mối quan hệ của các bạn đâu. Mối quan hệ hôn nhân gia đình nè. Hãy có sự kiểm soát trong lời nói, ngôn từ và hành động. Hãy dành thời gian để lắng nghe nhau nhiều hơn. Mỗi người sẽ có khoảng 1 phút 30 giây để bày tỏ quan điểm. Và sau 1 phút 30 giây thì đến lượt người kia bày tỏ quan điểm. Cả hai sẽ phải luân phiên giữa hành động và lắng nghe. Giữa nói và nghe, giữa nói và nghe. Để duy trì sự hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mình muốn gửi gắm đến bạn, những người đã lựa chọn tụ bài số 2. Các bạn có muốn đặt câu hỏi không? Mình lật cái này nha. Hồi nãy tụ bài số 1 mình chưa lật cuốn sách này đâu. Bây giờ bạn hãy đặt cho mình một câu hỏi 5 giây. Mình sẽ trả lời. Bắt đầu. Rồi, mình sẽ trả lời. Hạ thấp cái tôi và bạn sẽ được nhiều hơn mất. Đó là câu trả lời đầu tiên. Có còn hơn không? Câu trả lời thứ hai. Đáng nghi. Ủa, tại sao lại có cái cuối đáng nghi ta? Mình không biết nữa. Rồi, câu trả lời như vậy là được rồi. Mình sẽ kết thúc trải bài của bạn tại đây. Hẹn gặp lại bạn ở những trải bài khác của mình trên kênh Thảo Rosson Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, ngươi đã lựa chọn lá bài này, tụ bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi lần này. Cách bạn được nhìn nhận và hình ảnh thật sự của bạn. Bức ảnh màu hồng. Một cô bé đang say mê đàn piano với những bản nhạc du dương. Và liệu rằng với bức ảnh này thì chúng ta sẽ có thông điệp như thế nào đây? Cách bạn được nhìn nhận và hình ảnh thật sự của bạn. Bây giờ đầu tiên sẽ là cách mà bạn được nhìn nhận. Mọi người sẽ có cách nhìn nhận như thế nào về bạn đây? Để tinh thần thoải mái nhé. Wow. Đây là tụ bài duy nhất trong suốt video tự động ra bài. Thật đấy, tại vì hai tụ bài kia là mình tự bóc thôi chứ không có vụ tự động ra như thế này đâu. Nó ra cái này nè mọi người. Sao mà bài ra dữ vậy? Thế lá này nữa đi. Từ bài số 3 khiến cho mình cảm giác bất ngờ đấy. Kiểu giống như là ủa, sao mà vội vàng thế? Mà kết quả ra cái lá này nữa là mình không biết như thế nào luôn rồi. Khó xử với mình quá trời quá đất. Ây chà. Tụ bài số 3 hiện tại tinh thần của các bạn không được ổn đúng không? Nó có sự rối loạn ở đây. Và các bạn đang dành thời gian ở thời điểm hiện tại nha, các bạn đang dành thời gian để chữa lành bản thân. Dành thời gian để phục hồi nguồn năng lượng đang bị xáo trộn của bạn, đang bị áp tắc, bị nói chung là cái nguồn năng lượng hiện tại của bạn nó không có ổn. Nó xấu lắm. Và các bạn đang tìm cách để có thể duy trì trạng thái cân bằng. Bạn tạm thời dừng lại hành trình tìm kiếm một cái gì đó mới ở bên ngoài để tập trung cho việc ổn định hành trình hiện tại.
Thay vì bạn dành thời gian để có thể tìm kiếm một cơ hội mới trong tương lai, đúng không? Thì thôi bạn tạm thời dừng lại này để bạn chữa lành cái dòng năng lượng của bạn. Và đồng thời bạn ổn định hành trình hiện tại cái đã. Còn về chuyện tình yêu sao? Không có. Tổ bài số 3, nếu như có một ai đó hỏi bạn rằng bạn đang độc thân và bạn muốn tìm kiếm một đối tượng nào đó, thì câu trả lời của bạn là chưa phải lúc. Thời điểm bây giờ tôi đang quá tập trung cho bản thân tôi và tôi không nghĩ đến việc sẽ tìm kiếm một mối quan hệ tình yêu nào đó ở bên ngoài. Bạn thẳng thường nói như vậy luôn đấy. Và người nhìn vào bạn họ cảm giác như là bạn quá bận rộn cho cuộc sống của bạn. Cho nên bạn cũng không có nghĩ đến chuyện tình yêu mà bạn cũng không có để tâm đến cái chuyện tình yêu luôn. Cái này nó thừa thãi như thế nào đấy. Bạn đã tập trung cho bên này. Và cái cần nhất là gì? Tập trung dòng năng lượng của bạn, tập trung vào việc phát triển bản thân mình tốt hơn, hoàn thiện bản thân mình, cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Hành trình của bạn ở thời điểm hiện tại là một cuộc hành trình không dễ dàng. Nó có những khốn khó, nó có những gian nguy, nó có những tình huống mà bạn rất khó để có thể giải quyết. Nhưng mà bạn tin rằng với năng lực của mình bạn có thể khống chế và ổn định được mọi thứ, ổn định được cục diện này. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nãy giờ mình trải bài ba tụ bài ấy, ba tụ bài đa số nó đều hướng vào bên trong nhiều hơn. Các bạn thiên về những người hướng nội, không dễ bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác biết. Nó hơi cô độc ta. Nhưng mà nó cô độc trong sự kiểm soát của bạn nha, là bạn chủ động làm điều này. Tụ bài số 3. Các bạn truyền tải những cảm xúc của bạn thông qua âm nhạc. Các bạn truyền tải cảm xúc của các bạn thông qua âm nhạc, thông qua bộ phim, thông qua nghệ thuật, những bức tranh, những chữ viết. Các bạn không có dùng lời nói để có thể thể hiện cảm xúc của các bạn đâu. Một phần là các bạn lười. Nói thẳng ra là lười. Các bạn lười bày tỏ cảm xúc. Các bạn không có muốn người khác biết rõ về cảm xúc của bạn. Và cho dù các bạn có nói ra thì chắc gì người ta đã hiểu, đúng không? Vì thế các bạn càng lười. Cho nên các bạn sẽ trả lời là thôi, tôi dành thời gian để tôi tự nghiền ngẫm mọi thứ còn hơn là việc tôi bày tỏ cho người khác. Rồi người ta cứ hỏi đi hỏi lại để tôi phải giải thích nhiều lần về những cái dòng cảm xúc của tôi. Phiền phức lắm. Cho nên tôi sẽ dành nguồn năng lượng đó để tôi chìm đắm vào trong nghệ thuật. Tôi chìm đắm vào những vũ điệu, những khúc nhạc. Tôi chìm đắm vào nghệ thuật, những bức ảnh. Tôi chìm đắm vào thiên nhiên, những khung cảnh bình yên. Tụ bài số 3 là tụ bài có khiếu về nghệ thuật. Các bạn vẽ đẹp, các bạn hát hay, nhảy giỏi, các bạn sử dụng thành thạo một loại nhạc cụ nào đó. Tụ bài này nó có thiên hướng nghệ sĩ đây. Hơi nghệ sĩ một chút. Nhưng mà nghệ sĩ thực tế nha. Các bạn theo trường phái trừu tượng. Nhưng mà trừu tượng trong thực tế, chứ không phải là trừu tượng trong phi thực tế đâu. Mình trả tiếp coi. Hình ảnh thật sự của bạn là gì? Bạn cũng khát khao có tình yêu lắm. Nhưng mà bạn cảm giác như là thời điểm hiện tại là thời điểm bạn nên xuôi theo dòng hơn là việc chống đối. Nếu như người ngoài họ nhìn nhận rằng bạn là con người không phù hợp cho chuyện tình yêu, bạn đang dành thời gian cho bản thân bạn nhiều hơn là việc bạn dành thời gian cho câu chuyện tình yêu nào đó, cho việc yêu một ai, quen một ai, thì thực tế hình ảnh thật sự của bạn là gì? Bạn là một người khát khao có tình yêu. Bạn rất mong muốn có được một tình yêu định mệnh thuộc về mình. Một tình yêu mà mình mong muốn, một tình yêu phải gọi là gì? Duyên trời định. Nhưng mà để đạt được điều đó nó không phải là điều dễ dàng đâu. Bạn biết rằng bạn là người như thế nào thì bạn sẽ thu hút một cái nguồn năng lượng tương tự như vậy. Thành thử ra bạn sẽ lựa chọn hoàn thiện bản thân mình trước. Bạn muốn bản thân mình trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất để sau này bạn gặp cái người yêu này này, bạn sẽ xuất hiện trước mắt họ với một hình dáng tuyệt mỹ nhất, hoàn thiện nhất, tốt đẹp nhất của bạn. Và bạn biết cách thay đổi để phù hợp. Bạn không phải là kiểu người chống đối, thích thể hiện quan điểm của mình mà bất chấp dư luận, bất chấp tất cả. Bạn biết cách thay đổi để phù hợp. Bạn biết cách học hỏi và lắng nghe ý kiến của người khác. Nhưng đôi khi những cái ý kiến của người khác là những ý kiến mang tính chất chà đạp, hạ bệ bạn.
thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Tất nhiên là buồn rồi, làm sao mà có chuyện ở tôi bình thường, tôi không sao. Đây, bên ngoài thì tỏ ra mình ổn, nhưng sâu bên trong thì không ổn. Đó là lý do tại sao khi mà mọi người họ nhìn vào bạn, họ cảm giác như là bạn đang gặp một cái vấn đề gì đó mà họ không biết cái vấn đề đó là gì. Bạn có một đôi mắt có thể thể hiện được những dòng cảm xúc của bạn. Một đôi mắt biết nói, một đôi mắt long lanh. Có u buồn ở đây. Có sự u buồn ở đây. Mình không biết là bạn đã phải trải qua những cái điều gì để bạn có được một đôi mắt như thế này. Tại vì đôi mắt này nó giống như là đôi mắt của một một viên ngọc được chôn sâu dưới lòng đất. Nó không phải là kim cương, tại vì kim cương nó lấp lánh lắm, còn bạn là ngọc cơ. Mà đã là ngọc thì nó phải trải qua rất nhiều yếu tố để nó có thể trở thành một món đồ mỹ nghệ tuyệt phẩm. Nếu nó được bao bọc trong đá thì nó chỉ là một viên ngọc thô sơ. Nếu nó được rơi vào tay của một thợ lành nghề, nó sẽ trở thành một tác phẩm với một mức giá lên trời. Thành ra, sự bào mòn của thời gian khiến cho bạn có những góc nhìn nhận không còn giống như trước đây. Trải đời hơn, già cỗi hơn, sâu sắc hơn và có phần bi quan hơn. Bi quan không phải là theo kiểu tiêu cực nha, mà là bi quan theo hướng của mình, có nghĩa là kiểu như là bạn dầm mưa dãi nắng, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, hiểu rõ nhân sinh. Sau này bạn không thể nào nhìn cuộc đời này dưới một góc nhìn mộng mơ của một đứa trẻ 15-16 tuổi được. Một thanh niên, một thiếu niên lần đầu bước vào cuộc đời này với một lòng nhiệt huyết sôi sục, nghĩ rằng bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Không, bạn không phải là một cậu thanh niên. Bạn là một dũng sĩ, một người đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời này. Bạn chấp nhận buông xuôi, bạn không cố chấp với những cái gì mà tuổi trẻ của bạn đã từng mong muốn. Tương lai tôi sẽ trở thành một người như thế này, tương lai tôi sẽ giữ vững cái gì kia đó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, hiện thực nó vả mặt bạn bốp bốp rồi. Và bạn nhận ra rằng đã đến lúc bạn nên xuôi theo dòng, thay đổi để phù hợp, thay đổi để hoàn thiện bản thân tốt hơn. Bạn mong muốn có một tình yêu đẹp, nhưng mà ở thời điểm hiện tại chưa phải là lúc để bạn nghĩ đến chuyện đó. Tại vì thời điểm hiện tại là thời điểm bạn đang học cách để hoàn thiện bản thân mình và khiến cho hành trình này trở nên trọn vẹn hơn. Bạn hoàn thiện từ bên trong lẫn bên ngoài, hoàn thiện từ tâm hồn, hoàn thiện từ công việc, hoàn thiện từ ngoại hình, hoàn thiện từ nhận định và cách sống của bạn. Để khi bạn sẵn sàng rồi thì bạn sẽ hướng đến một giá trị tiếp theo, hướng đến một hành trình tiếp theo, đó là gì? Hành trình của tình yêu. Mình sẽ cho các bạn xem ba cái hộp này. Hồi nãy khi mà mình thực hiện trải bài là mình có bỏ ba cái hộp này lên. Nhưng mà sau khi mình nhìn thì mình thấy nó hơi vướng víu, cho nên mình lại cất đi ba cái hộp này. Khi nào mà mình trải bài ấy, thì mình sẽ cầm từng hộp ra. Thì đây là tụ bài số 1, tụ bài số 2, còn đây sẽ là bạn, tụ bài số 3. Bây giờ mình sẽ lật cái hộp này ra để lấy những bức ảnh trong này. Và mỗi bức ảnh nó sẽ đại biểu cho một ý nghĩa nào đó thuộc về bạn. Thử nhé. Nó hơi nhiều, nó phải tới mấy chục bức ảnh nữa. Rồi, bây giờ cùng nhau lật nào. Đây. 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 Có đây nữa. Mình sẽ thu mấy cái này lại. Thì đây là bốn cái bức ảnh của bạn. Những bức ảnh này phần lớn là những bức ảnh nó có một chủ thể nhất định. Có nghĩa là sao? Nó không có mô tả toàn diện. Mà khi mình nhìn vào bức ảnh, mình sẽ tập trung vào một cái hướng nào đó. Chẳng hạn khi mình nhìn bức ảnh này thì mình sẽ tập trung vào phần mái nhà, đúng không? Mái nhà. Rồi khi mình nhìn bức ảnh này thì mình sẽ tập trung vào việc một cô gái mặc áo trắng, họ đang phát họa một cái gì đó này. Nhìn vào bức ảnh này mình sẽ chú ý đến cái gì? Một cái ngôi nhà. Hay là nhìn vào một cái bức ảnh này mình sẽ tập trung nhìn vào những cái vịnh. Kiểu như là tập trung vào một bố cục rõ ràng nào đó. Các bạn hiện nay đang tập trung cho những cái định hướng và kế hoạch phát triển của bản thân, đúng không? Kiểu như là hiện nay các bạn đang tập trung cho việc phát triển công việc. Hoặc một số người ở đây sẽ tập trung cho việc chữa lành bản thân mình. Một số người thì đang tập trung cho việc học một cái kỹ năng, một cái lĩnh vực gì đó. Nói chung là các bạn đang dành toàn tâm, toàn trí của mình cho một cái điều gì đó. Và các bạn tập trung hết công sức, tập trung hết sự chú ý, tập trung hết năng lượng của mình vào trong cái điều đó.
các bạn không có sao nhãng năng lượng của các bạn, các bạn sẽ không làm quá nhiều việc cùng một lúc đâu. Các bạn giỏi làm đơn nhiệm hơn là đa nhiệm. Có nghĩa là sao? Với một nhiệm vụ các bạn sẽ tập trung làm, khi nào làm xong cái nhiệm vụ đó thì các bạn sẽ qua các bạn làm những cái nhiệm vụ khác. Hiện nay các bạn đang tập trung vào một cái điều gì đó. Ồ, và nó gần xong rồi. Tự nhiên có thêm một cái bức ảnh này nữa, cây cầu. Kiểu giống như là mình không biết lý do tại sao mình lại muốn cầm cái bức ảnh này lên. Tại vì trong lúc mình đang thu dọn lại này thì mình lại thấy cái bức ảnh này. Các bạn gần xong rồi, các bạn gần bước qua cầu rồi. Các bạn cũng tự nhận định rằng là cái hành trình của mình gần xong rồi mà. Khi nào nó xong rồi thì nó sẽ bắt đầu vào một cuộc hành trình mới. Thì để mình xem cho bạn thấy cái hành trình mới là hành trình gì nha. Thu lại những cái lá bài nào. Mấy bữa nay mình có uống một chút nước đá. Xem là bây giờ cổ họng mình nó đau luôn rồi. Thu luôn đấy. Mùa đông mà uống nước đá làm cái gì không biết nữa à. Hành trình sắp tới của bạn là hành trình gì? Cùng mình khám phá nào. Hành trình sắp tới. Sao ngày hôm nay mình xào bài nó không có mượt ta? Nó kiểu nó bị khó khăn ấy. Đó đó, nãy giờ nó cứ bị bấp miết à. Không biết ở thời điểm hiện tại, cái định hướng, cái công việc, cái mà bạn đang làm ở thời điểm bây giờ này, cái nhiệm vụ đi, mình đặt đó là nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ mà bạn đang làm ở thời điểm bây giờ này, nó có dễ dàng với bạn hay không? Mình thấy nó có sự trầy trật khốn khó ở đây đó. Giống như cái cách mà mình xào bài vậy. Hành trình hoàn thiện bản thân mình tốt hơn hả? Ê cha, mình vẫn chưa thấy có một cái biểu hiện rõ rệt gì về câu chuyện tình yêu ở đây ta. Tụi bài số 3, bao nhiêu người đang độc thân ở đây giơ tay lên nào? Mình cũng đang độc thân nè. Nhưng mà mình không biết là mình có lựa chọn tụi bài số 3 hay không. Với tụi bài số 3, các bạn trong tương lai các bạn vẫn chưa nghĩ đến chuyện quen một ai đó đâu. Tại vì thời điểm tương lai là thời điểm bạn dành thời gian khá nhiều, dành nguồn năng lượng khá nhiều để bạn ổn định bản thân mình. Đầu tiên là ổn định tinh thần của bạn, ổn định dòng cảm xúc của bạn, để tránh bản thân bạn bị thao túng bởi những cái điều tiêu cực của cuộc đời này. Tránh các bạn bị sao nhãng, bị mất tinh thần khi mà các bạn đối diện với một cái tình huống khó khăn nào đó. Thứ hai, bạn vẫn sẽ giữ cái lập trường của bạn ở quá khứ. Có nghĩa là sao? Thời điểm hiện tại khi bạn đang xem video của mình, nó sẽ là quá khứ cho thời điểm tương lai trở thành hiện tại, đúng không? Trong tương lai, đây là hành trình sắp tới của bạn mà. Trong tương lai, những cái suy nghĩ của bạn nó vẫn sẽ y hệt như những cái suy nghĩ mà bạn đang gặp mình ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa là thời điểm bây giờ là thời điểm bạn đang tập trung cho một cái điều gì đó, cho việc phát triển bản thân, cho việc hoàn thiện bản thân hơn là việc nghĩ đến tình yêu. Và các bạn sẽ hoàn thiện điều này, yên tâm, đừng có lo lắng. Nếu như các bạn đang mong muốn tình hình công việc của các bạn trở nên tốt hơn, thì đây là một lời khẳng định mà mình gửi đến các bạn. Tình hình công việc của các bạn sẽ tốt, trọn vẹn và có thành công nhất định. Những ai đang mong muốn được tìm được một vị trí công việc phù hợp, các bạn sẽ tìm được. Nhưng vị trí công việc này nó sẽ đến từ đam mê của các bạn. Có nghĩa là sao? Bạn phải ưu tiên những cái gì mà mình mong muốn nhất. Nếu như bạn mong muốn có một công việc mà khiến cho bạn hăng say với nó thì bạn hẳn làm. Còn công việc đó nó chỉ giúp cho bạn thỏa mãn về vấn đề tài chính thôi, là nó cho bạn một nguồn thu nhập ổn, một nguồn thu nhập để bạn có thể cống hiến cho nó, thì mình xin khẳng định luôn là bạn sẽ không đi lâu dài với nó đâu. Tại vì sao? Tại vì bạn vẫn đang ưu tiên trong việc phát triển bản thân mình mà, chứ đâu phải là ưu tiên cho việc bán mạng kiếm tiền đâu. Bạn nhìn nè, toàn là những cái gì đó không à. Nó hướng ra ấy. Giống như là mình đang nhìn ở góc nhìn đây. Bạn đang đứng ở đây và bạn đang nhìn ra cái ngọn núi. Hay là bạn đang đứng ở một cái căn nhà nào đó để bạn nhìn lên cái mái nhà này. Toàn là những cái góc nhìn. Nhìn ra, nhìn ra, nhìn ra. Góc nhìn thứ nhất. Phần lớn đều là góc nhìn thứ nhất. Đây, góc nhìn thứ nhất thôi. Và đây chính là cách mà bạn nhìn nhận mọi thứ. Nếu như bạn không thật tâm để ý đến nó thì bạn sẽ không nhìn vào nó. Cũng như công việc vậy, cũng như những định hướng, những cái đam mê hiện tại của bạn. Nếu như bạn không có đam mê về âm nhạc thì bạn sẽ không học nhạc cụ. Bạn không có đam mê về nhảy múa thì bạn sẽ không học nhảy. Bạn không có đam mê về công việc thì bạn sẽ không cống hiến lâu dài cho công việc đó. Các bạn muốn hỏi về tình yêu không? Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa thấy có một cái tín hiệu gì về tình yêu luôn, ngoài việc bạn tập trung cho việc phát triển bản thân mình. Giống như cô bé này vậy, cô bé ấy đang say mê tận hưởng sự
du dương và sự cảm nhận giữa những ngón tay trên đàn piano. Mặc dù đàn thì cũng khó thiệt, tại vì mình cũng đang học piano mà, trời ơi, nó khó quá trời. Nhưng mà mình lại cảm giác rất là hứng thú với nó, tại vì mình là người lựa chọn con đường này. Tiếp tục nha. Đó, lại là công việc. Không hiểu có một tí gì liên quan đến tình yêu ở đây luôn đó mọi người. Không, không hề luôn. Sẽ có một sự di chuyển về hành trình của bạn, có một sự thay đổi liên quan đến hành trình của bạn. Sự thay đổi này là sự thay đổi tốt hay xấu, và hành trình này là hành trình gì mình sẽ không nói. Trời ơi, lâu lâu chúng ta phải ấp ấp mở mở một chút chứ. Chứ bây giờ mà nó quỵt tẹt ra thì chẳng khác nào bạn được biết trước vé số giải đặc biệt là con số nào, đúng không? Cho nên mình sẽ không nói rõ đây là hành trình gì. Nhưng mà các bạn yên tâm nha, ở thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, tình hình công việc của các bạn sẽ ổn và ngày càng ổn định hơn. Đã ổn định mà càng ổn định hơn. Không có sự lo lắng bấp bênh hay là vấp vưởng hay là lo. Nói chung là công việc ổn định, đừng có lo lắng gì nhiều. Cái các bạn sắp đối diện là đây nè, sự thay đổi liên quan đến hành trình của bạn này. Mà hành trình này sẽ là hành trình gì? Bạn sẽ là người tự mình khám phá. Những ai đang lo lắng về công việc, đừng lo lắng, công việc của các bạn sẽ tốt. Những ai đang ổn định về công việc của các bạn sẽ ngày càng có sự thăng tiến rõ rệt hơn. Các bạn sẽ có tiếng nói, các bạn sẽ có được những thành tựu nhất định trong công việc. Gặt hái thành quả, tài chính ổn định, tiền đồ rộng mở. Công việc thay đổi về hành trình đó sẽ là hành trình gì? Mình sẽ không nói. Bạn hãy đặt cho mình một câu hỏi. 5 giây, mình sẽ thực hiện trải câu hỏi cho bạn. 5 giây bắt đầu. Rồi, đã 5 giây trôi qua, bây giờ mình sẽ tiến hành đọc thông điệp cho bạn nha. Đợi mình một chút để mình cất cái này lại cái. Mình hơi khá vụng về trong mấy cái vấn đề cách cái này. Nãy giờ mình cứ gài gài hoài mà mình không có biết cách gài vô nè. Gài thế nào ta? À đây. Rồi. Câu trả lời. Giữ một thái độ tích cực và suy nghĩ cẩn trọng. Mình có nên lật thêm một câu trả lời tiếp theo không ta? Rắc rối đang đến. Ôi trời má ơi. Ngay mà. Hèn chi mình đang cân nhắc rằng thường là mình lật là mình lật liền luôn. Nhưng mà tự nhiên mình lại cân nhắc rằng mình có nên lật cái câu trả lời tiếp theo không? Đến khi mình lật thì mới lòi ra. Rắc rối đang đến. Ơi là trời. Thua luôn đấy. Lời khuyên dành cho bạn. Một lá bài đại biểu cho lời khuyên. Và chúng ta sẽ kết thúc trả bài tại đây. Hai lá đây. Đừng đưa ra bất kỳ hành động nào nếu như hành động đó ảnh hưởng đến hành trình của bạn. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào nếu như bạn không muốn hành trình của bạn bị ảnh hưởng. Nói thẳng ra như vậy đó. Có nghĩa là gì? Suy nghĩ kỹ trước khi làm. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Dừng 30 giây trước khi đưa ra bất kỳ một hành quyết nào, bất kỳ một quyết định nào liên quan đến hành động. Bởi vì sao? Nếu như bạn không muốn hành trình của bạn bị ảnh hưởng. Đó là tất cả những gì mình muốn gửi đến bạn, những người đã lựa chọn tù bài số 3. Mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt.